Xin chào các bạn, cái tóc của chúng ta giờ kiếm khó hay dễ ạ? Nó sẽ khó với người không biết, mà nó dễ với người biết. Không phải chúng ta cứ nói nhiều là chúng ta giao tiếp tốt, chúng ta ít nói là chúng ta không giao tiếp tốt. Nó sẽ vào tùy từng huống một. Hôm nay mình sẽ lập cái kênh và chia sẻ với mọi người về các kỹ năng hàng ngày chúng ta đối với khách hàng, xử lý đối với khách hàng. Thì mong nhận được mọi đóng góp từ mọi người ạ. Và những ai mà cần hỏi gì thì cứ comment bên dưới. Mình sẽ chia sẻ tất cả những cái gì trong 10 năm vừa qua mình đã học được từ thực tế và từ trên sách vở và từ những người anh đi trước ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Thì hôm nay mình sẽ vào cái bài là kỹ năng giao tiếp ạ. Ở bài này thì có thể là nó lên đến 6-7 phần nữa. Nó khá là dài nên mọi người ai mà xem ở phần 1, phần 2 thì tìm về phần 3, phần 4 nhé. Hoặc ở phần 3, phần 4 thì tìm về phần 1 xem từ đầu nhé. Bây giờ mình sẽ vào cái kỹ năng đầu tiên ạ. Kỹ năng nhắc tên. Cái kỹ năng này rất là quan trọng. Ví dụ như các cái bạn mà làm lâu rồi, mở cửa hàng lâu rồi, hoặc làm cho khách mấy tháng rồi, một năm rồi thì không nói. Nhưng với những cái bạn mà mới học nghề xong ạ, hoặc là mới mở quán, hoặc là đối với các bạn mở lâu rồi nhưng mà có một khách lạ đến ạ. Lần thứ nhất các bạn cắt, có thể là các bạn chưa thể nhắc tên khách được luôn. Nhưng mà đặc biệt đến lần thứ hai các bạn cắt cho khách là các bạn đã phải nhắc tên khách rồi. Thì muốn nhắc tên khách được thì trước tiên là các bạn phải biết tên khách ạ. Thì trong cái buổi cuộc nói chuyện đầu tiên ấy, trong cái lần cắt đầu tiên cho khách, thì các bạn hãy hỏi tên khách cho mình ạ. Hỏi tên anh ở đâu, nói chuyện anh ở đâu, làm nghề gì. Nhưng mà đặc biệt là cái các bạn nhớ nhất là phải nhớ tên đã. Nhớ tên. Và nếu mà có thể được thì trong cái buổi đầu tiên các bạn cắt cho khách đấy, các bạn hãy xưng tên với khách luôn. Ví dụ như là khách tên là Đức ạ. Em chào anh Đức ạ. Nay anh muốn cắt kiểu gì anh? Khi mà các bạn nhắc tên vậy, cái thứ nhất là nó gây thiện cảm rất là gần gũi. Khi mà lần đầu các bạn vừa cắt mà các bạn hỏi tên khách, các bạn xưng là Đức luôn, thì khách đó cũng chưa cảm nhận được nhiều, nhưng cũng đã có độ thân thiện rồi. Nhưng mà nếu mà là trường hợp thứ hai, thứ ba mà khách đến, khách vừa xuống xe, vừa vào cửa, các bạn đã: em chào anh Đức ạ, nay anh vừa đi làm về qua em hay là ở nhà qua anh? Nay anh đi cắt kiểu gì anh nhỉ? Em cắt cho anh như thế này có ưng ý chưa anh Đức? Anh cắt xong thì anh có hộ lại luôn không anh Đức? Hay là em vuốt sắc tạo kiểu luôn cho anh nhé anh Đức? Những cái tiếng đấy nó giống như cái kiểu là mặc dù khách mới cắt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai, nhưng mà cảm giác như là một khách VIP, một khách cắt lâu năm rồi, đúng không ạ? Nghe nó sướng tai lắm, khách nghe nó rất là thích, cảm giác là một chỗ rất là thân quen, như kiểu là đã cắt là 3-4 năm rồi, 5-6 năm rồi, 10 năm rồi, như một người nhà vậy. Ví dụ như này cho các bạn dễ cảm nhận nhé. Bây giờ các bạn ra một quán nước đi, hay đến một quán ăn, hay một quán nào đấy, mặc dù các bạn mới ăn ở đấy có 1-2 lần thôi, đúng không ạ, 1-2 lần. Nhưng mà các bạn vừa dừng xe xuống gái chuẩn bị bước vào thì có một em nhân viên, các em ra mở cửa cho các bạn. Em xưng tên của các bạn luôn, bảo: em chào anh ạ, anh Long à, hôm nay anh đến với em thì anh định ăn món gì anh nhỉ? Cái thứ nhất là khi các bạn nghe vậy là trong lòng của các bạn đã thấy rất là vui. Nhà hàng, nhân viên đấy nhớ tên các bạn, nhớ các bạn, cần các bạn, quý mến các bạn, đúng không ạ? Hay là những ánh mắt khách quan nhìn vào, ví dụ như những người khác nhìn vào, ông nhân viên biết tên bạn kia, chứng tỏ là ông này là khách VIP, thường xuyên qua lại ở chỗ này, đúng không ạ? Đấy là cái phía của những cái người xung quanh nhìn các bạn. Các bạn giống như một idol ấy, tự nhiên các bạn trở nên như một idol. Thế nên là cái kỹ năng nhắc tên nó cực kỳ quan trọng. Có thể là ba bơ là gần gũi,
là thân quen, là EQ. Mày hôm nay cắt kiểu gì đến mày? Thằng cu em hôm nay cắt kiểu gì đấy? Ok, nó cũng hay đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn ấy gần gũi hơn và thiện cảm hơn và chất lượng giữ khách tốt hơn thì các bạn, ê cu Đức, hôm nay em cắt kiểu gì đấy cu Đức ơi? Em Đức ơi, hôm nay em cắt kiểu gì đấy em? Thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Ok, thì về cái kỹ năng nhắc tên này ấy, thì mọi người cố gắng nhớ tên khách hàng nhé. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái kỹ năng tiếp theo. Kỹ năng nhớ đặc điểm của người giao tiếp, kỹ năng nhớ đặc điểm của khách hàng.